năm 2020 chứng kiến màn đảo chiều của thị trường phân khúc xe cỡ nhỏ khi mà VinFast Fadi vươn lên vị trí thứ nhất, trong khi thời gian trước Hyundai i10 luôn dẫn đầu. Ngoài những cái tên quen thuộc, năm 2020 chứng kiến sự rút lui của một thương hiệu và sự vươn lên của mẫu xe hạng A Việt. Nếu như các năm trước đây vị trí số 1 do Hyundai i10 nắm giữ, thì năm nay Fadin vượt qua với khoảng cách 447 xe với 18.016 xe. Những năm trước, i10 chiếm ưu thế bởi các yếu tố như xe có dải sản phẩm rộng, phù hợp với cả kinh doanh dịch vụ, trang bị nhiều, không gian rộng. Nhưng trong năm 2020, i10 không còn quá lấn lướt các đối thủ, thị trường chứng kiến sự trỗi dậy của Fadin. Mẫu xe của VinFast chỉ có 3 phiên bản, không gian không rộng như i10, nhưng lắp động cơ 1.4 có công suất tốt nhất trong phân khúc với 98 mã lực, hộp số CVT, chứng nhận an toàn 5 sao từ Asian NCAP. Ngoài ra, các chương trình VinFast đưa ra cũng được xem là cú hích để đẩy mẫu xe này lên đỉnh phân khúc hạng A, với nhiều ưu đãi về giá và trả góp miễn lãi vay 2 năm đầu, giúp nhiều khách hàng mới mua xe lần đầu hoặc tài chính eo hẹp có cơ hội tiếp cận.